Xin chào tất cả anh chị đến với kênh nhận định thị trường lúc 3 giờ chiều của chứng khoán Tuấn Hưng. Hôm nay ngày 16 tháng 11, tức là phiên đáo hạn phái sinh của tháng 11. Thị trường đương nhiên là trong cái ngày đáo hạn hoặc là trước đấy một ngày, bao giờ cũng sẽ có dấu hiệu thanh khoản rất là thấp. Bởi vì mọi người lúc đấy mua thì sợ đu đỉnh, bán thì sợ mất hàng. Hơn nữa, VN Index chúng ta như em vẫn nhận định ấy, là đang ở trong một vùng kháng cự rất là mạnh. Thực ra vùng kháng cự ấy nó chưa đến đâu Nó còn cách chúng ta một đoạn nữa Nghĩa là nó ở vùng khoảng tầm 1144 Cho đến đỉnh vùng đỉnh của nó là 1163 Có nghĩa là khoảng tầm 20 điểm đấy mới là kháng cự Tuy nhiên chúng ta đang ở 1125 rồi Có nghĩa là chúng ta cách đâu đó khoảng tầm 10 đến 15 điểm nữa thôi và 10 đến 15 điểm thì anh chị có thể nôm na hiểu rằng tất cả những anh chị ấy mà người ta đang đu đỉnh ở vùng này thì có nghĩa là họ chưa về bờ nhưng cũng đâu đó gấp nghé về bờ với số lỗ khoảng từ từ 5 cho đến 6% và đây là cái giai đoạn này khu vực này này khu vực em kẻ này đấy khu vực rất nhiều người đu đỉnh bởi vì hôm đấy ấy, nhà cái đánh rất là gấp một cái mốc một một này đánh rất gấp và chỉ có broker hoặc những ai canh bảng 24 mươi mới đủ khả năng phản xạ nhanh trong vòng 5 phút cuối ngày vậy thì đại đa số tất cả khách hàng gồm tất cả người mua từ 25 tháng 9 kéo dài cho đến tận 18 tháng 10 có nghĩa khoảng này đã đâu đó khoảng gần một tháng trời tất cả những anh chị em đây chắc chắn gần như không kịp bán và việc tất cả những khách hàng này đến bây giờ họ gần gần về bờ thì sẽ xu thế là họ sẽ bán ra thường là cắt lỗ nhưng với số lỗ ít có những ai đã cắt lỗ trước thì tùy xin chia buồn đấy thì câu chuyện như thế thì thị trường chúng ta sẽ phải gặp nhiều rung lắc và quá trình đi lên từ giờ đến một một sáu ba sẽ khá là gập ghềnh bởi vì lượng hàng bán cung ra sẽ liên tục tuy nhiên hôm nay chúng ta có thể thấy hôm nay là một phiên mà nếu mà chúng ta nhìn vào cây nến thì rõ ràng hôm nay là một phiên có thể coi là một phiên test cung cung ở vùng hỗ trợ vừa rồi mới vượt qua 1125 rất là tốt. Nếu chúng ta dở những chart đồ thị thấp hơn thì ngay từ đầu nhận định của em ấy, em đã nói rằng cái chart này, cái 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 gap này này mở ra này chắc chắn sẽ cố gắng không bao giờ để mất bởi vì với một khối lượng lớn như thế này, đúng không? Cái gap khối lượng lớn như thế này, thực ra chưa quá lớn, nếu mà lớn nữa thì càng tốt. Nhưng với khối lượng lớn như này thì nó tương đương với một cái gap sức mạnh và nguyên tắc rằng gap sức mạnh thì không bao giờ lên để lấp cho nên hôm nay lúc hạ xuống này em kỳ vọng lúc nhìn hai đáy ở đây này em bảo cố gắng theo dõi bởi vì lúc 2 giờ chiều là bắt đầu tiền vào là em bảo anh em có thể mua đuổi bởi vì nó tạo được cái phân kỳ phân kỳ dương hai đáy của chat 5 phút hoặc 15 phút bắt đầu có dấu hiệu móc lên và em bảo bây giờ khi cái gáp này không có dấu hiệu bị mất mất thì có nghĩa thị trường nó đã hình thành một cái hỗ trợ khá là tốt ở khu vực này trong ngắn hạn ít nhất trong ngắn hạn còn tương nhiên nó đi xa hơn thì nó gọi là dài hạn đúng không nghĩa ở đây đã có một lớp kháng cự rất là tốt và hàng hôm nay là hàng của phiên bùng nổ về đúng không phiên ngủ ngủ ngày mai hàng về nó sẽ quyết định rằng khẳng định lại 100% rằng xu thế thị trường hôm nay sẽ tốt hay không bởi vì chiều mai là hàng của phiên bùng nổ về nếu thực sự nó vẫn giữ được cái gap này và có xu thế tăng cho dù tăng ít tăng nhiều thì thị trường chúng ta sẽ hướng đến một vùng hỗ kháng cự lớn hơn ở vùng quanh đâu đó khoảng một nghìn năm cho đến một nghìn đây sẽ là cái vùng đầu tiên mà thử thách vn index bởi vì cá nhân em nhận định khu vực này sẽ là cực kỳ khó nhai luôn bởi vì mục vùng một nghìn một với một chỗ ba này là khu vực này là vừa là cái chân của chị em nghĩa là rất là nhiều hàng kẹt ở đây thứ hai là có hai cái đỉnh này ở đây là khu vực này sẽ là một khu vực mà cực kỳ khó nhai và em cũng khuyến nghị nhóm em rằng nếu ai đánh margin hoặc là chơi full rồi thì nếu kể cả thị trường có lên được đến đây chúng ta bắt buộc phải hạ bớt phần margin ra hoặc chốt lại ít nhất một phần ba ở khu vực này mặc dù cá nhân em vẫn kỳ vọng thị trường sẽ lên mức cao hơn 1194. Tuy nhiên việc tăng từ 1163 lên 1194 tương đương với khoảng tầm 30 điểm tức là tương đương với các cổ phiếu chỉ tăng thêm khoảng 7 đến 6 cho đến 8% nữa thôi thì chúng ta phải chốt lãi 1 phần 3 ở đây để chắc cú nếu mà kịch bản tốt nhất. Đấy là em đang nói về những cái tích cực. Thì hy vọng là anh chị theo dõi và vẫn hiểu cái cách đi lệnh cũng như quản trị vốn của em thì rất là hy vọng là anh chị nhớ là cảm thấy hữu ích cho cái quá trình đi lệnh ấy thì đừng để quên lượt like trước khi em đưa ra các ý kiến như thế nào và tích cực và như thế nào là tiêu cực của ngày hôm nay nhá anh chị có để lại câu nhắn nhủ hay là gì thì có thể comment xuống dưới này nhá bởi vì hôm nay em nghĩ rằng là một phiên em nghĩ khá là tích cực và nhiều người cảm thấy hào hứng thậm chí là rất nhiều khách hàng đã bắt được thêm một phần đáy tỷ trọng nữa thì rất là tốt thì uh, ngay từ đầu phiên em đã nói một cái câu rằng lúc sáng ấy là em đã nói một câu rằng thường các phiên đó là sinh thì nó sẽ không kéo quá sớm mà nó sẽ kéo ở mức độ gọi là vừa đủ lên 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 Để, ngay từ trưa em đã nói một câu rằng khi bạn hỏi là hôm nay tình hình nào thì em nghĩ rằng phái sinh thường nó sẽ kéo không quá cao mà sẽ rút chân quanh năm chiếu hoặc xanh nhẹ thì và cái xanh nhẹ này thì sẽ gợi ý cho cuối tuần và tháng tới là nó sẽ tăng rất là tốt và hàng họ thì anh em mình cũng đã đủ rồi thì chờ đợi tín hiệu tốt thì em sẽ dùng thêm 20 phần phần margin và phần này thì đánh ngắn ăn 58 phần hay nói cái khác này, cái phần margin đấy em sẽ trả hết ở đây. Đấy là cái chiến lược giao dịch của em, hy vọng đấy là gợi ý cho anh chị nhé. Thế hôm nay thì thị trường như này, đóng đến như này thì có gì là tốt? Thì vừa rồi như em nói, thị trường đã test cái hỗ trợ cũ 1120 rất thành công và kỳ vọng là sẽ bứt phá lên để phá cái phân kỳ âm chat 1 giờ. Thì phân kỳ âm như thế nào? Chúng ta có thể bật chat 1 giờ lên. Hiện giờ phải nói thật rằng chúng ta vẫn đang hơi hơi một chút rủi ro khi mà đang có một cái phân kỳ âm nhất định ở đây. Và khi cái mà CD này nó chưa phá được lên trên Thì chúng ta hoàn toàn vẫn đang nằm trong cái phân kỳ âm Tuy nhiên chúng ta thể thấy rằng là những cái cảnh báo trước như histo này Gram này bao giờ nó cảnh báo trước cho cái quá trình phá phân kỳ Nghĩa là chúng ta kỳ vọng sẽ có một phiên tăng mạnh vượt lên vùng này Thì có nghĩa chúng ta sẽ hoàn toàn phá được cái phân kỳ âm Và cái quá trình tăng tiếp diễn sẽ rất dài Đấy là cái đầu tiên chúng em phân tích Thứ hai là DXY thì thực ra đã chính thức cãi nền 105 năm rồi thì đương nhiên khi mà di là chỉ số đô la mỹ gãy thì đương nhiên tất cả chứng này coi này, là những tài sản rủi ro thậm chí có thể là bất động sản sẽ là cái cơ hội để tăng cuối cùng là một cái tin chứng khoán mỹ âu nhật thì đang tăng vượt đỉnh rất là thuyết phục chúng ta phải có những niềm tin vào chứng khoán mỹ và nhật cũng như là tất cả hàn cũng thế đang tăng một cách thuyết phục vượt đỉnh chúng ta để xem ở chat uh, trading view đúng không anh chị vào trading view mỹ đang vượt đỉnh rất thuyết phục đúng không đây thằng mỹ đấy chúng ta có thể xem tiếp theo là đến thằng nhật nikkei cũng đang vượt đỉnh rất thuyết phục nikkei vượt đỉnh rất là tốt mô hình đẹp mà chạm luôn đến đỉnh rồi tiếp theo chúng ta đấy là thằng thằng nào nhỉ một số nước châu á hàn rất là tăng rất là tốt DAT, dax dax đây là của đức tăng rất là thuyết phục anh nhầm dax dax future đây dax index đây đây thằng Đức cũng tăng rất là mạnh, vượt qua tất cả hỗ trợ. Ở đây cái kháng cự rất lớn nó cũng đã vượt qua rồi và tiến lên vùng kháng cự trên. Vậy chúng ta thấy rằng rất nhiều tín hiệu tích cực và dòng hôm nay chúng ta thấy trong tất cả các dòng thì hai dòng mà em đề cao nhất từ trước giờ đó là dòng chứng khoán bất động sản cũng em cũng đã nhắn trong thị trường à, anh chị em rồi đúng không nhịp này em tập trung 50 phần nát vào dòng chứng khoán thì chúng ta thấy rằng tất cả các mã chứng khoán gồm SHF là chủ lực của em đang đóng đến ở vị trí cao nhất đúng không SSI mặc dù chưa vượt lên được cái đỉnh nhưng cũng luôn luôn đóng một cây nến ở vị trí cao nhất của ngày hôm nay Và tất cả các đương đường nhiên VND chắc không cần xem cũng biết đúng không Nó đang phủ định lại cây giảm ngày hôm qua Và chúng ta thấy rằng vị trí mà CD của tất cả các mã dòng chứng khoán đều đang ở vị trí rất là thấp Nghĩa là chưa có một cái, cái dấu hiệu nào thể hiện sự suy yếu Và chúng ta thấy rằng là histogram vẫn đang rất mạnh Có nghĩa là nó chưa có dấu hiệu suy yếu của dòng chứng khoán Vậy thì chứng khoán vẫn là dòng chủ đạo của cá nhân tập thể nhóm em. Đấy thì thứ hai đó là dòng bất động sản. Chúng ta thấy rằng là PDR không biết hôm nay có tăng không. Ồ, oh, rất là tuyệt vời. Được PDR rất khủng luôn. Là một trong mã leader và nó đã mớm vượt qua đỉnh rồi. Thì đương nhiên anh chị nào chưa mua bất động sản thì có thể nhắm những mã chưa tăng. TCS là một trường hợp kể cả muốn đuổi hôm trước ai hỏi em mua 12 ấy nhỉ? Chúc mừng nhé. Mặc dù là em dành tỷ trọng nhiều hơn cho chứng khoán, nhưng TCS và DG là hai mã em khuyến nghị khách hàng mua bởi vì em thích nó, đơn giản thế thôi. Em thích nó thế thôi. Thì tất cả những mã này đều target là nhẹ thì lên đến vùng đỉnh cũ nhé Tất nhiên nó sẽ gặp gần một chút ở khu vực này, nhưng target của tất cả các mã bất động sản sẽ về đỉnh cũ bởi vì đương nhiên rằng có một con vượt đỉnh rồi những con yếu thì nó nhẹ nhàng nó cũng phải cố gắng vượt đến gần đỉnh chứ không lý do gì để thua. Thì đây là hai cái tư vấn của em và hai cái điều này thì hai cái dòng này lại rất là hay là thường nó bao giờ nó kéo theo một dòng thứ ba, đó là dòng thép và cá nhân em thì không mua thép bởi vì em mua hai con kia chính rồi không để mua được cả bảng nhưng đương nhiên dòng thép cũng sẽ là những dòng mà có thể tăng tiếp và HPG vẫn là một mã cho điểm mua rất là tốt nhá mặc dù nó có ở hơi gập gành tí nhưng việc lên 29 30 là hoàn toàn có thể HPG nhé nó vẫn còn lên một cái đỉnh nữa nó tích lũy như này, này. xong bắt đầu nó sẽ kéo tiếp và mặc dù em không mua thép em sẽ mua chứng khoán bất động sản ngoài ra thì nhóm thứ ba là bất động sản công nghiệp cũng là những mã đại úy úi rồi hôm nay vừa mới mua xong cá nhân em vừa mới mua xong giá 50 thì thực sự ở hôm nay hôm nay em mua giá 50 chứ không phải mua được giá 49,5 đâu em mua giá 50 và ngay lập tức là có lợi nhuận hơn 2 phần trăm đấy thì đây là những mã mà anh chị em có thể cân đối IDC cá nhân em thì thích gách và VGC gách anh chị tiếp tục có thể mua được nhé và mình kỳ vọng gách có thể vượt lên 25 với giá này vẫn mua được nhưng hôm nay gách chưa tăng nhiều anh chị mai có thể mua luôn ATC còn mà gách được nhé test cung rất là thuận tiện và VGC thì là một mã mình đánh rất là phiêu và mình cá nhân nghĩ VGC nó khả năng vượt đỉnh bay bổng hơn gách đấy còn anh chị có thể mua IDC còn ai mua KBC thì cũng được nhưng mà em em không có duyên con này lắm mua lần nào cũng toi cho nên là mặc dù giá nó đang vị trí khá an toàn nhưng em không thích nó lắm thì đấy là ba mã em đề nghị là gách VGC và ai thích IDC đấy là dòng thứ ba em nhận định và dòng cuối cùng em nhận định là dòng uh, gì nhỉ quên xứ rồi vừa anh em mua con gì nhỉ đầu tư công quên mất đầu tư công cũng là một dòng đương liên nó hãy chạy theo dòng bất động sản công nghiệp và VGC thì rất tốt. Ít nhất kháng cự của nó ở 25 và ít nhất kháng cự ở đây. Và đây là một mã mà em thường xuyên đánh. Đây, kháng cự nó ở khu vực này. Và đây em sẽ kỳ vọng về VGC sẽ lên đến đây, 25,6. Và ai có cầm HHV hoặc là những con FCL thì cũng sẽ tương tự, nhưng mà em thích VGC hơn nhé HHV, FCL này cũng sẽ tương tự đúng không? FCL này là điểm mua còn rất là thấp và khá cao, nhưng mà quá trình đi nghĩa dư địa nó sẽ nhiều ai mua sau có thể mua HV bởi vì nó đang có dấu hiệu hình thành mẫu hình vai đầu vai ngược ấy đây này đây là vai đầu vai ngược cái đâu đầu đầu ngược đúng không? đấy thì nó có thể lên nếu mà cái kháng cự nó sẽ ở 15,6 nhưng mà có thể nó sẽ còn lên cao hơn 17 và con này dư địa nhiều anh chị mua chậm với cả mua con này được và đương nhiên những con còn lại KB, S, các thứ thì rồi nó cũng sẽ lên nốt thôi mặc dù con tăng ít tăng nhiều nhưng em thì em vẫn thích nhất là mã này đây mã này vẫn vẫn là sở trường của em thì em nghĩ rằng là anh chị em nào có cố gắng giữ đây hai mươi năm đấy là mặt tích cực vậy chúng ta có muốn nghe mặt tiêu cực không nhỉ bởi vì pc một nhé tv một tí mình sẽ nhận định sau bây giờ thì cũng có một số tiêu cực đó là như vừa rồi em nhận định ấy, là chưa phá được phân kỳ âm một giờ rõ ràng rồi chúng ta đang cần cố gắng khá kỳ vọng nhưng chưa rõ ràng chưa xác nhận đấy thì đương nhiên nó sẽ lên test lại hỗ trợ khi nó gãy thì bao giờ lên test lại thì chúng ta có thể đang đấy đế ghi đây nó đang test lại thì đương nhiên khi test lại thì các cái mã ngành các chứng khoán sẽ có chỉnh và việt nam thì khả năng chỉnh xong rồi thì hôm tối nay có thể đến các con khác chỉnh lắc xong kéo lên thì chúng ta thấy là đế ghi nó đang có dấu hiệu chỉnh à hồi hồi kỹ thuật hồi kỹ thuật có thể lên đến vùng này hoặc lên đến tầm khoảng một bốn bảy một bốn sáu sau nó gãy xuống giống như này, này nó hồi lên xong mà gãy xuống nó test hỗ trợ xong gãy xuống và chúng ta lại tiếp tục uptrend được không? tự tin thôi đúng không tín hiệu từ vũ trụ rồi không xúc thì làm sao đúng không hôm trước đã nói rồi tín hiệu từ vũ trụ này gãy gãy như này thì nó có thể lên nó test lại một lần nữa đúng không tín hiệu từ vũ trụ khi gãy ba đỉnh rồi không mua thì có lỗi với vợ con và gia đình đúng không đấy thì chúng ta thấy đấy thì đã gãy cái cảm phía trên thì vừa rồi em nhắc rồi khu vực một một sáu năm mươi này sẽ sáu ba sẽ rất dày đặc và cái cản này sẽ đi rất là chậm nhưng quan trọng nhất là các ngành leader thì chúng ta thấy rằng mặc dù hôm nay đóng lên cao nhưng nó lại đang nằm ở tất cả các cản có nghĩa là nó sẽ mất nhiều thời gian nhưng mà cái nguy hại nhất mà em nói đó là vấn đề này thực ra đây là một cái dấu hiệu mà em thực sự rất là khó chịu luôn bởi vì hai dấu hiệu này là hai cái dấu hiệu mà em sẽ làm em phân vân rất nhiều cho việc sử dụng margin hay không đó là thằng trung quốc thực ra việt nam như anh em nói ngày xưa ấy là anh em theo em livestream thì thường thấy rằng em nói thằng trung quốc là một thằng rất là khó chịu khi mà nó luôn luôn cái dấu hiệu nó đang xấu này em rất kỳ vọng một ngày là ngày mai Trung Quốc sẽ có một phiên đánh ngược lên thì đấy là cơ hội cho 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 Việt Nam tăng mạnh lên nhưng mà hôm nay trước mắt mà chúng ta nhìn thấy nó chân nó rút rất là ít và nó đang có dấu hiệu như thế này thì thực sự là một cái đáng lo cho ngày mai khi ngày mai là thứ sáu thì chúng ta có thể phải luôn luôn phải giữ chân trên, trên mặt đất bởi vì chúng ta kỳ vọng là kỳ vọng nhưng vẫn luôn có những cái rủi ro thì chúng ta có thể nhìn lại trong quá khứ hồi tháng 5 năm 2022 đây là nơi mà em thường xuyên nhắc anh chị rằng nó có điểm rất là giống và hôm nay thì lại rất là giống cái ngày mùng 9 tháng 6. Chúng ta có thể thấy rằng là mùng 9 tháng 6 này, mùng 10 tháng 6 và đây là 13 tháng 6. Có nghĩa rằng đây chính là thứ năm nghĩa là chính là ngày của hôm nay chúng ta. Và nếu ngày mai nó chơi một cây nến mà giảm xuống vào cuối tuần thì thực sự lại kết quả rất là xấu. Đấy, cho nên là chúng ta vẫn phải luôn luôn đề phòng bởi vì ngày mai nếu mà nó tiếp tục nó tạo một cái cây nến úp xuống mất mất cái mốc mà khoảng tầm 1110 uh, đâu đó mất khoảng tầm 15 đến 20 điểm nữa ấy, thì thị trường sẽ quay lại vấn đề xấu. Tất nhiên là chưa đến mức độ phải kinh khủng rằng là bị cháy con margin, nhưng đấy là cái dấu hiệu chúng ta phải đề phòng, đề phòng không nên dùng margin, phải hạ margin nếu mà có dấu hiệu. Thì mặc dù đây là chỉ là dao động ngắn hạn, nhưng chúng ta luôn luôn phải đề phòng bởi vì nếu mà nó mất cái mốc này 1009 thì thực sự khá rủi ro, 1225 đúng không? 16 điểm rơi là sẽ rơi vào vùng nguy hiểm tất nhiên là không ai muốn điều đấy bởi vì đương nhiên em vẫn đang cầm hàng anh chị vẫn đang cầm hàng thị trường có lên thanh khoản lên thì broker mới có tiền mới giao dịch và mới chúng ta vẫn còn giao dịch nhiều ở đây tuy nhiên chúng ta luôn luôn phải đề phòng bởi vì nếu nó xảy ra chúng ta tư duy không đúng thì bắt buộc chúng ta phải thay đổi cũng như cái câu chuyện ấy em chia sẻ một câu chuyện rằng tất cả anh chị là thường là khi broker em để ý cái vùng dưới này này em hô mua nhưng mà chỉ một số lượng nhất ít mua và thậm chí những hôm đỏ em hô mua thì lực sau khi tổng kết cái doanh số của cả phòng ấy thì em để ý thấy rằng là cái doanh số mua của lại không nhiều nhưng doanh số rất là thấp nghĩa là nhưng mà khi mà thị trường tăng ví dụ hôm qua thị trường tăng em hô như em cá nhân hôm qua mua thì em chỉ bảo rằng anh chị mua khoảng 20 mươi còn lại của số tiền thôi nhưng em thấy rằng tự nhiên thanh khoản cũng như là cái doanh số cá nhân tăng vọt lên mặc dù mua hôm qua vẫn là đúng nhưng mà em thấy rằng là anh tất cả mọi người vẫn đang làm theo cái câu chuyện gọi là thị trường có nghĩa là hôm nào thanh khoản to thì anh chị vẫn vẫn là giao dịch nhiều mà hôm nào thanh khoản thấp nghĩa anh chị chưa làm ngược lại được đám đông thực sự thì anh vẫn vẫn đang vận động đám đông, đông thế nghĩa là hôm nào mua mà giá đỏ thì đúng là anh chị không dám mua thật mà lại là lao ra bán và những hôm xanh em hôm mua thì lại tác dụng rất là cao mặc dù hôm xanh em chỉ nói mua 20 mươi phần trăm thôi thì anh chị lại mua rất nhiều cái hồi ở dưới này em bảo mua ba phần trăm thì chả ai dám mua những cái phiên này em bảo mua ba phần trăm đi thì gần như không ai dám mua nhưng hôm mà mua xanh này này em bảo mua hô 25% thì em nghĩ rằng có anh chị mua 50 100% luôn trong một hôm thì đấy là cái câu chuyện em chia sẻ anh chị có thể quản trị lại cái cách đi lại một chút cho nó an toàn hơn nhé thì để em được nhắc nhở như thế thì anh chị có thể về nhóm cộng đồng cũng như là nếu mà chuyển đổi hẳn thành khách hàng thì em có chế độ em đi lệnh hộ hỗ trợ anh chị đi lệnh hộ và em hôm nay em có lập một cái diễn đàn cho các bạn sinh viên mới tham gia thì hy vọng anh chị có các con em con cháu đang trong độ tuổi tìm hiểu một chứng khoán thì có thể giới thiệu cái diễn đàn này cho các anh các bé ấy. thì các bé ấy thực ra không có nhiều tiền như anh chị giao dịch đâu nhưng đây là cái cơ hội mà để cho các bạn ấy tìm hiểu và ở trong này em thường xuyên chia sẻ các kiến thức cũng như là các cái ưu nhược điểm phương pháp phân tích ở đây đúng không thì hy vọng rằng cái diễn đàn này sẽ được đón tiếp nhiều hơn các bạn trẻ cũng như là góp sức ở đây để thành một cái diễn đàn trao đổi và biết đâu trong số các bạn đấy tương lai khi ra trường bạn làm broker thì sao Đúng không? Thì video hôm nay cũng đến đây là dài rồi Thì mình sẽ nhận định nốt con PC1 Cho bạn cảnh hợi nhé Thì PC1 là một mã mình rất thích Và mình cũng xác định bảo là anh em có thể mua 10-15% nát và mã này Và cá nhân em mình nghĩ rằng PC1 sẽ cần Thời gian tích lũy nghỉ ngơi Quanh khu vực này một chút Nhưng mà mình nghĩ rằng thời điểm này mua Thì đợi nó tích lũy xong mua cũng được Nhưng mà nếu để mua 100% ngay giai đoạn này Thì mình nghĩ rằng không nên Bởi vì nó đang nằm trong khu vực này Đấy, khu vực này sẽ là cái khu vực mà nó đang đang tích lũy và có thể là sau khi tích lũy xong nó sẽ tăng một nhịp nữa ví dụ chúng ta có thể thấy rằng là con này nó hơi tăng đây thì hơi hơi, hơi đuổi rồi mình thì mình bảo là mình không tư vấn thêm mãi nữa bởi vì mình tư vấn ở dưới rồi bây giờ anh em lãi khoảng tầm 15 mười mấy phần trăm rồi cơ 26 mình đã bảo mua rồi thì bây giờ là mình lãi mười mấy phần trăm rồi mình bảo anh em nếu mà lên đến vùng từ 30 31 32 nên bán một nửa ở đây còn nếu mà nó vượt được tiếp thì chúng ta giữ tiếp đấy thì giai đoạn này mình nghĩ PC1 là 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 bạn nên cân đối nếu bạn mua còn nó chưa xấu để bạn phải bán nhé tất cả các chỉ báo thì PC1 nó không thuần theo kỹ thuật lắm nghĩa là mà nó đã ra tích lũy rồi và khả năng sắp tới nó sẽ vọt phát lên 34 từ 30 đến 34 10 Tuy nhiên thì bạn phải cân đối bởi vì nó sẽ giống trường hợp này nó tái tích lũy lại xong có thể vọt một phát lên sau đó mới chết thì anh em nhìn thấy từ 30 mà lên đến 33 đúng không Thì đây cũng là cái vùng mà từ 31 là hai là mình bảo anh em nên bán một nửa còn bây giờ bạn mua thì mình nghĩ là bạn mua một nửa thôi Chứ đừng nên mua cả nhé Ok thế thì mình xin phép uh, Dừng kết thúc cái uh, video nhận định thị trường ở đây uh, Anh em nhớ để lại cho mình xin ít lượt like Cũng như follow cái kênh uh, chứng khoán Tuấn Hưng ở trên Youtube rồi nhé Thì hy vọng là sẽ được anh chị em theo dõi ủng hộ nhiều hơn Ai muốn về nhóm thì inbox mình và mình có đi lệnh hộ Hỗ trợ đi lệnh cho anh chị em lát to to nhé miễn phí nhé